Lý Âm giỏi nè, Lý Âm ra cắt hoa tàn nè để cho nó đâm chồi khác nè ha. Nè cắt giống bà ngoại nè, thấy không nè, si đó. Con cắt mấy cái thấp thấp, ngoại cắt mấy cái cao. Đó, làm đi rồi hết ngoại. Chim hót kìa, liền làm nghe chim hót phải không? Chíp 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 chíp, cắt đi, cắt cái đá, cắt cái đá rồi chơi, nó nắng. Lát ngoài tưới cây, con có tưới không? Con muốn giúp tưới cây không? Tưới hoa. Quá trời. Hoa hồng. Nè, ở đây nè, 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 nè. Em biết. Chỗ này nè, nè. Biết rồi, biết. Biết, biết, không làm. Làm mau đi, đi tưới cây.